Đồ gỗ sáng trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2020. Đồ gỗ sáng trang xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng bộ sản phẩm quốc đào hoa lá tây. Bộ sản phẩm bao gồm 9 món. Bao gồm một đoạn, 4 ghế và 3 đôn một bàn. Quốc đào hoa lá tây chân 12, cột 12, tay 12. Bộ sản phẩm quốc đào hoa lá tây này được làm bằng chất liệu gỗ cẩm Tây Bắc hay còn gọi là cẩm đá Tây Bắc. Kích thước của bộ ghế, thứ nhất là kích thước của đoạn. Tôi xin giới thiệu tới kích thước của đoạn. Đoạn có kích thước là dài 2m, sâu 68, từ mặt đất cho tới đỉnh của chương đó là 1m27, cột 12 phân và tay cũng 12 phân, chân 12 phân, yếm 3 phân, khung tranh thì là 3 phân rưỡi. Đặc biệt đó là cái chương của đoạn là chương liền khối, có kích thước chiều rộng là 27 cm, để quý vị xem rất đẹp, tay cột vân rất đẹp. Ghế bao gồm chân 12, tay 12, cột 12 và từ mặt đất tới đỉnh của chương ghế cũng là 1m27. Ghế có chiều dài 1m, sâu 68. Hoàn toàn là vân tự nhiên. Bộ ghế này chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng là phun trần để vân tự nhiên, không có bắn màu. Đấy, quý vị xem, hoàn toàn là vân tự nhiên. Tôi sẽ quay từng chiếc ghế một cho quý khách hàng xem. Đấy, quý vị xem, cột và chương hoàn toàn liền khối. Chúng tôi lựa vân hoàn toàn là tuyển những vân, có nhiều vân, rất đẹp cho quý khách hàng. Bàn thì kích thước của bàn thì là 1m6, rộng 80. Bàn thì mặt thì ghép 2 và chúng tôi đục mặt này dày 2 phân. Đấy, quý vị xem, hoàn toàn là vân tự nhiên. Đây, đồn đây. Đấy, ghế đây. Đấy, khung tranh của ghế vân rất đẹp. Cái gỗ cẩm đá hay còn gọi cẩm Tây Bắc này thì chất gỗ của nó là rất nặng, bởi vì nó sống trên những đồi núi, đa phần là trên những núi đá. Chất gỗ rất tốt, đặc biệt là rất nặng. Cái gỗ cẩm Tây Bắc này nếu mà nói về độ bền thì là đứng số 1 rồi. Nó nặng hơn cả gỗ cẩm lai nha. Tôi sẽ quay phần hậu cho quý vị xem. Đấy, chân yếm. Quý vị xem. Nếu anh chị em nào có nhu cầu về những bộ ghế như thế này thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0922 782 886 để được tư vấn trực tiếp xưởng sản xuất đồ gỗ sáng trang.
Nếu quý vị cảm thấy cái video này có ích, xin hãy ấn vào nút đăng ký và chia sẻ để lần sau đồ gỗ Mỹ Nghệ Sáng Trang có những sản phẩm mới để giới thiệu tới quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.